Sáng ngày 25 tháng 11, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sự kiện đọc sách Eon, đường hầm tàu điện ngầm được xây dựng như thế nào tại ga ngầm Ba Son thuộc tuyến Metro số 1. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản năm 1973 năm 2023. Dịp này, hơn 40 học sinh ở các trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh là những vị khách đặc biệt được mời đến. Tại đây, các em không những được đọc sách, tìm hiểu về cách xây dựng hầm tàu điện ngầm mà còn được tham quan ga ngầm Ba Son. Dạ, hôm nay con đến đây, con thích nhất ở đây là rất là sạch sẽ, rộng và thoáng, và ở đây những cái cô chú rất là mến khách. Dạ, con muốn rằng thì cái tàu này nó sẽ sớm hoàn thiện để con có thể đi thử một lần. Bà Vũ Minh Huyền, Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sự kiện đọc sách sẽ giúp học sinh hiểu thêm về tàu điện, một loại hình giao thông công cộng hiện đại, thân thiện, sắp được đưa vào hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó tạo nên thói quen đi lại bằng giao thông công cộng trong tương lai.